cảm hứng từ đường phố qua những thái cực văn hóa Hà Nội đầy tự hào. Khởi động với cảm hứng từ văn hóa đường phố Sài Gòn, BT Center Street X Việt Mark 2019 mùa đầu tiên đã gói chọn một Sài Gòn, hỗn độn nhưng phóng khoáng, muôn màu muôn vẻ nhưng vẫn đậm chất nghệ sĩ, không hoàn hảo nhưng vẫn đẹp lạ kỳ. Trở lại vào mùa hè này, thước phim cảm hứng từ đường phố này đã lia đến Hà Nội. Cảm hứng tự hào từ những thái cực văn hóa Hà Nội, BT Center Street X Việt Mark 2020. Nhắc đến thủ đô, chúng ta đều sẽ nghĩ về thủ đô nghìn năm, rêu phong cổ kính, là một thành phố mang đậm nét phong nhã của đất kinh kỳ. Thế nhưng trong thước phim chỉ vỏn vẹn 2 phút, BT Center Street đã vẽ nên một bức tranh Hà Nội thật khác dưới lăng kính của người trẻ. Không chỉ là thủ đô cổ kính với Hồ Gươm, nhà thờ hay những thắng cảnh quen thuộc mà đó là một Hà Nội thật khác với một cái chất rất riêng mà đôi khi chỉ có những người đã sống cùng mảnh đất này từ lâu mới hiểu được. Đó là một Hà Nội được đan xen bởi những thái cực văn hóa, một Hà Nội của những điều tận cùng đối lập nhưng lại hài hòa với nhau theo một cách rất đỗi tự hào. Hà Nội dưới lăng kính của người trẻ là những thái cực văn hóa đan xen. Hà Nội ngày hè thì nóng điên dại, đông lại lạnh đến tím tái. Những mảng tường vàng loáng lẩu sơn, sàn gạch bông của thập kỷ trước nay đang sánh vai cùng phố thị ồn ào. Những mặt hồ thơ đất thủ đô này cũng vươn mình bên cạnh bê tông chọc trời đang phát triển từng ngày. Sân tập thể cũ, con ngõ nhỏ rêu phong là nơi chứng kiến nhịp sống chậm rãi của những cư dân lớn tuổi và đồng thời cũng là sàn diễn của những tâm hồn nghệ sĩ trẻ đang cháy hết mình với đam mê. Giữa không gian của những bức tường vàng rêu phong của khu chung cư cũ kỹ chính là sàn diễn sáng tạo đầy táo bạo của người trẻ. Mọi người vẫn thường nói Hà Nội không vội được đâu. Ừ thì Hà Nội không vội, nhưng cũng chẳng nửa vời. Người Hà Nội đã làm gì thì luôn chú tâm đến cùng. Điền phải đến nơi, hào hoa cũng đến chốn. Ở nơi tận cùng tuổi trẻ ngực ngạo, chính là nét phong nhã đầy chất thơ. Ừ, đó mới là Hà Nội của chúng ta. Và chất Hà Nội không phải người Hà Nội chưa chắc gì hiểu được. Nơi đây có tận cùng của phong nhã, tận cùng của chất thơ. Và cũng là nơi tận cùng của điên cuồng, tận cùng của táo bạo. Hà Nội không chỉ đẹp bởi văn hóa nghìn năm mà còn được ghép nên bởi những thái cực, những tưởng đối lập nhưng vẫn luôn đan xen và tồn tại song hành. Thủ đô văn hiến vốn nay được tiếp nối với chất trẻ táo bạo. Văn hóa đường phố được nung nấu từ những giá trị vượt thời gian. Ngọt ngào sánh vai cùng đắng cay để sống hết mình với tận cùng của chất thơ. Và người trẻ, với lăng kính trải nghiệm của mình, chính là thế hệ vẫn luôn tiếp nối, sáng tạo, đắp nên những mảnh ghép văn hóa rất riêng, vẽ nên một Hà Nội rất đỗi tự hào. Thước phim ngắn đã vẽ nên những thái cực văn hóa thủ đô một cách hoàn hảo nhất. Và trên từng hành trình trải nghiệm ấy đều có sự đồng hành của những đôi giày mới thuộc bộ sưu tập BT Center Street, X Việt Mark 2020, Hà Nội Culture Patchwork. Vẫn là cảm hứng tự hào từ đường phố, BT Center Street một lần nữa trở lại cùng nghệ sĩ Việt Mark, cùng gửi gắm chất Hà Nội trên từng bước chân của người trẻ. Phiên bản Away Low, tận cùng hoài cổ với tường vàng, gạch hoa, chăn con công rực rỡ, những giá trị vượt thời gian đã đi sâu vào tâm trí của người dân thủ đô. Phiên bản cứng quýt quê tận cùng đổi mới với bê tông cốt thép phát triển từng ngày, sóng đôi cũng nhịp thở sống động của thành phố trẻ. Phiên bản Like S ở Qua IC, tận cùng chất thơ nơi hồ Tây xanh bóng lá soi mình cho nhịp sống đô thị tất bật. Còn bạn, Hà Nội trong bạn là như thế nào? Cùng BT Center vẽ nên những mảnh văn hóa đậm chất Hà Nội bằng lăng kính của chính bạn với cuộc thi Hà Nội, một mảnh tôi. 20 câu chuyện thú vị và may mắn nhất sẽ nhận được một đôi giày trong BST BT Center Street X Việt Mark Hanoi Patchwork Collection, đồng hành với bạn trên hành trình lan tỏa cảm hứng đường phố đầy tự hào. Thông tin chi tiết tại https://bit.ly/thlehnmotmanhtoi. Bộ sưu tập BT Center Street X Việt Mark 2020, Hanoi Culture Patchwork hiện đã mở pre-order cho cả 3 phiên bản với giá 899,000 VND. Thời gian giao hàng dự kiến vào ngày 4 tháng 8. Đặt ngay tại website https://bit.ly/bit.ly/culture-patchwork1, Lazada, https://bit.ly/lzd-hanoi-culture-patchwork. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.